Cụm từ thứ bảy là name names, nghe như là name names gia vị nhỉ? Nói ra tên của ai đó, chỉ mặt đặt tên, khai ra tên của ai đó liên quan tới việc gì, thường là hành động gây khó chịu hoặc bất hợp pháp, ví dụ nhé. Trong phim Harry Potter, nhân vật mà ai cũng biết là ai nhưng không được nhắc tới trực tiếp, Voldemort. I don't want to name names, but I think you all know who I am talking about. Ta không muốn chỉ đích danh hắn, nhưng ta nghĩ rằng các con đều biết ta đang nói về ai. Tối qua, phòng hàng xóm chỗ chung cư nơi bạn thuê trọ mở tiệc gây ồn ào. Sáng nay khi gặp chủ nhà, bạn đã nói với anh chủ nhà như sau. Em không muốn nhắc tên, nhưng anh thừa biết là anh nên nói chuyện với phòng nào gây ồn ào tối qua. I don't want to name names, but you know who you should talk to in person for the noisy party last night. Các bạn lưu ý là name names là nội động từ nha.